Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa hàng liên doanh của Ford Fiesta 1.6 2011 đến 2013. Sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp mới 100% anh em nhé. Cái thân lốc của nó thì vẫn là thân HS15. Nhưng cái điều đặc biệt ở đây là với cái dòng lốc Ford Fiesta này thì anh em có thể nhìn thấy này, cái mặt bích của nó bắt sẽ nằm ngang ở thân đây. Lốc được bắt vào với lốc máy bởi ba chân, hai chân dưới, một chân trên. Anh em nhìn thì sẽ thắc mắc một chút là nó sẽ hơi khác so với cái lốc trên xe, nhưng anh em yên tâm, với cái hàng này người ta sản xuất theo tiêu chuẩn OEM, là tức là tất cả các thông số kỹ thuật đều chuẩn theo OEM. Nên là lắp vô tư, ok, không vấn đề. Trên mặt bích của lốc thì có một van áp suất để bảo vệ, đây chính là cái chúng ta hay gọi là cái lún van này, áp suất để bảo vệ lốc. Lốc của đời Ford đời này nó vẫn sử dụng 100% điều khiển từ buôn điện. Lốc lai dây cura bản 6BK anh em nhé. Đây chính là cái mặt hít lốc này. Đây là cái bu ly. Đấy, thân HS15 tròn luôn. Bắt vào lốc máy là qua ba thân. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cây lốc điều hòa của Ford Fiesta. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.